Hi, chú Trà Bông, xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, ngày hôm nay bên vườn mai nhà em về được một cái lô cúc phộ hồ, phải nói là hàng rất là đẹp cả nhà. Hàng này liền cốt được khoảng 80-90% nha. Ở đây cả nhà nhìn nè. Đây là cúc phộ hồ em về hàng rất là nhiều luôn nha. Trời ơi, có cái hoa rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Hoa cúc phộ hương thì là một cái giống hoa rất là thơm, bông chùm, nó nở lâu tàn và đặc biệt là hoa của nó rất là to nha. Đây. Rồi, lô này ngày hôm nay bên vườn mai nhà em sẽ bán cho giá đặc biệt cho quý cô chú anh chị gần xa với giá là 80k một cây. Nếu chúng ta lấy 5 cây, bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Đây, cả nhà nhìn nè, hàng này về chúng ta lấy bo vô tư thoải mái nha quý cô chú anh chị ơi. Lấy bo vô tư nha. Rồi đây nè, đó cả nhà nhìn là đế nè, xử lý đây. Đế thì xử lý đủ kiểu ha. Rồi đây nè, cành nhánh rất là xum xê nha cả nhà. Ở đây về chúng ta lấy bo vô tư thoải mái luôn nha. Giá chỉ có 80k một cây. Nếu chúng ta lấy 5 cây bên em sẽ bao ship cho chúng ta luôn ha. Trời ơi coi nè, cái đám xanh mượt luôn cả nhà ơi. Bo rất là nhiều luôn ha. Nếu mà ai không có nhu cầu và chúng ta lấy bo thì chúng ta có thể là mua về trồng lễ Tết năm nay chơi, hàng rất là ok nha cả nhà. Rồi ai thích hàng này thì alo cho vườn mai của chú Trà Bông nha. Đây chính là bộ đế nha. Có nò xo, có tổ chim đủ kiểu nha cả nhà. Ở cành nhánh như thế này đây. Đó, cây này sinh trưởng rất là mạnh luôn. Cây bộ như thế này giá chỉ có 80k thôi mà 5 cây chúng ta còn được bao phí vận chuyển nữa. Cho nên cả nhà cứ yên tâm mà alo cho vườn mai nhà em nha cả nhà ơi. Và bên vườn mai nhà em bán thì luôn đảm bảo chất lượng về giống như chúng ta nha. Rồi, ngoài cái đó thì bên vườn mai nhà em sẽ có một cái giống, đó chính là hoa hồng thanh tú. Một giống mai chúng ta vừa chơi hoa vừa chơi lá đây cả nhà. Và cái lô này đế lò xo rất là to nha. Đây, đế lò xo rất là to luôn. Ở đây ha, cành nhánh rất là xum xuê. Và loại này nó ra đọt thì sẽ là đọt màu đỏ như thế này nha cả nhà. Đó, cây này thì nó không có cao bằng cái kia. Hàng này giống thì cây giống này nó không có cao bằng cúc thọ hương. Mà loại này thì thật ra là nó rất là đẹp luôn. Em bán giá là 100k một cây. Nếu cái này 3 cây thì chúng ta được bao ship nha. 3 cây thì chúng ta được bao ship. Rồi ai thích loại nào thì alo cho vườn mai của chú Trà Bông nha cả nhà.